Chào mọi người ha. Thì hôm nay tôi sẽ review một cái sản phẩm để mà hỗ trợ giáo viên làm dạy online. Đó là một cái bảng vẽ điện tử ha. Đây là cái bảng loại 1060 RAW, Garmin 1060 RAW ha. Thì đây là cái giao diện của sản phẩm ha. Đây là các cái phím, trên đây có các cái phím cảm ứng ha, từ 1 tới 16, và bên đây có 12 cái phím vật lý. Rồi cái bộ sản phẩm của nó còn có các cái, đây là một cái cọng cáp đầu micro ha, micro USB, để mà mình cái đầu này để mà mình ghim vô trong cái đây, ghim vô đây. Rồi còn một đầu còn lại thì chúng ta ghim vô laptop để chúng ta kết nối thôi em mọi người. Đây rồi, ngoài ra thì nó còn có một cái bút để mà mình viết, mình cầm mình viết, mình thao tác trên cái bảng vẽ, và một cái đế ha. Mọi người thấy cái đế không? Trong cái đế thì mình dặn cái đế ra, trong đây nó có khá là nhiều ngồi. À, để khi mà cái ngồi của cái bút này nó bị hư thì chúng ta sẽ thay thế. Nó có một cái dòng inox hướng dẫn mọi người cách thay ngồi luôn. Có cái dòng inox nè, mọi người thấy không? Rồi mọi người đưa cái khoang hở nó vô cái bút, mình kẹp lại, mình kéo. Kẹp lại. Mình kéo cái ngồi ra, xong rồi mình rút cái ngồi trong xe cua mình gắn vô. Là mình sẽ có một cái ngồi bút mới. Xong rồi mọi người đậy lại, xây lại, dặn để cây bút ha. Đây là cái đế để cây bút, mọi người cẩn thận đừng để rớt nha, rớt nó sẽ hư hư cây bút này, không biết đâu phải mua cái, không có bán, không biết là có bán cái bút rồi hay không nữa. Rồi thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối cài đặt cái bảng này, tại vì khi mà các bạn kết nối là chưa chưa xài được đâu, các bạn phải đây ha, các bạn ghim vào, nhấn mạnh vào. Rồi. Rồi đầu còn lại thì mọi người sẽ ghi vào cổng USB thôi. Khi mà ghi vào thì mọi người sẽ nghe một cái tiếng đàn nhẹ là cho biết là đã kết nối rồi đấy, nhưng mà chúng ta chưa sử dụng được đâu. Rồi mọi người xem ha, tôi sẽ hướng dẫn mọi người tải cái phần mềm về để mà có thể sử dụng được nó. Rồi mọi người vào Gaomin, vào một cái trang web ha, vào cái trình duyệt, rồi mọi người gõ cái trang web vào gaomin.cn, rồi mọi người enter ha. Đây mọi người coi kỹ ha, gaomin.cn. Rồi thì đây là một cái giao diện của một cái trang web Trung Quốc, tại vì cái bản vẽ cơ bản, cái bản vẽ này cũng là của Trung Quốc thôi ha. Rồi mọi người, đây là giao diện tiếng Trung Quốc ha. Thì sau bao ngày nghiên cứu thì tôi đã học được thành công tiếng Trung Quốc chỉ với một cái thao tác đơn giản thôi ha. Mọi người nhìn vào kỹ ở góc phải màn hình á, góc phải màn hình á, mọi người thấy đây đó, cái biểu tượng đó ha. Mọi người đưa vào thì nó sẽ ra cái chữ là dịch trang này, mọi người bấm vào và mọi người chọn tiếng Việt, thấy ghê chưa, nó ra tiếng Việt rồi nè, lợi hại chưa. Rồi thì mà sau khi ra được tiếng Việt rồi, mọi người sẽ bấm vào cái hỗ trợ kỹ thuật. Rồi mọi người kéo xuống thì ở cái phần ngay đây nó có một cái khung tìm kiếm nè, mọi người gõ 1060 vào ha, phù hợp với cái bảng của mình, rồi mọi người tìm thôi, nó sẽ ra. Rồi tiếp tục là một cái trang Trung Quốc, tiếng Trung Quốc nữa ha, tiếng Trung nữa, thì mọi người cũng về vào ngay chỗ này, dịch trang này ha, mọi người nhớ nha, chứ không dịch là mọi người không biết gì đâu. Bấm dịch trang này, bấm vào tiếng Việt. Rồi mọi người sẽ thấy ha, trình điều khiển 1060 RAW của Windows. Windows là laptop các bạn xài đó. Rồi đây là của MacBook ha. Rồi thì mọi người sẽ tải theo phù hợp với cái bản của mình, thì đây tôi sẽ tải cái bản Windows. Rồi thì nó sẽ tải về thôi. Mọi người chịu khó chờ một xíu.
Rồi nó sẽ tải xuống đây ha, tại vì tôi sẽ dừng tải ở đây, tại vì tôi đã tải rồi ha. Rồi giả sử như các bạn đã tải rồi thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt. Rồi mọi người coi cái mình tải về đâu đó, rồi mọi người đây em của tôi lưu trong download. Rồi mọi người sẽ bấm vào Gao Gaomin nè, tablet Intel em. Rồi bấm config. Thì ở đây là tôi đang sử dụng trên cái hệ điều hành là Windows 7 ha, thì đa cơ bản là Windows nào thì chúng ta cũng sử dụng được thôi ha. Rồi bấm Start Now để mà chúng ta bắt đầu. Khi mà bấm Start Now thì nó sẽ hiện ra cái bảng này, cái giao diện này. Rồi chúng ta sẽ tiến hành thiết lập những cái tùy chọn trên đây. Mọi người để ý nha, ở trên đây cái giao diện này thì nó có cái viết cái này cài đặt. Ở bên đây thì nó có cái nút đen với cái nút vàng nè. Thì theo cái sự tìm tòi nghiên cứu của tôi á, thì cái chức năng cái dấu này nè là để chỉnh cái độ nhạy của cây bút. Mọi người cứ kéo thử, phải thử nghiệm thôi. Còn đây là mặc định của nhà sản xuất, thì theo tôi nghĩ là để mặc định là đã ok rồi. Rồi thì ở đây cái giao diện này thì mọi người sẽ nhìn thấy ở trên cây bút nè, nó có hai cái nút. Trên cây bút nó sẽ có hai cái nút ha. Rồi thì đây tôi sẽ thiết lập có hai cái nút này. Rồi thì mọi người bấm vào, mọi người thấy không, đưa vào, bấm vào. Rồi thì nó sẽ ra một cái giao diện là tiếng 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 Trung. Rồi thì mọi người để ý nha, ở đây cái tùy chọn đầu tiên đây là bàn phím ha. Bàn phím thì bên đây nó sẽ có những cái nút. Ở cái tùy chọn số 2 đây là cái con chuột ha, con chuột. Rồi thì tôi sẽ cài đặt ở cái nút trên cây bút á, cái nút trên là chuột trái ha. Thì tôi sẽ chọn. Còn nếu mà mọi người muốn bàn phím á, ví dụ như muốn bấm cái nút ở trên mà nó ra chữ A thì mọi người sẽ chọn cho cái bàn phím ha. Cái tùy chọn đầu tiên là bàn phím, rồi bên đây mọi người gõ chữ A vô. Thì khi mà mình bấm vô cái nút trên của cây bút á, nó sẽ ra chữ A, đơn giản vậy thôi nha. Còn đây là tôi sẽ chọn con chuột là cái tùy chọn số 2. Cái tùy chọn đầu tiên là con chuột trái, cái tùy chọn thứ hai là con chuột phải nha. Nếu tôi bấm ở trên thì tôi sẽ cài là con chuột phải, chuột phải nha. Rồi sau khi mà mọi người chọn xong rồi mọi người bấm tắt đi. Rồi cái nút ở dưới, ở nút dưới thì mặc định của nhà sản xuất, người ta cài chữ E bằng phím nha. Tôi sẽ cài con chuột trái, nếu bấm ở dưới là ra con chuột trái nha. Rồi thì tôi sẽ tắt nó đi. Rồi rồi tiếp theo ở cái phần này nè, mọi người thấy nè, nó có ba cái mục này ha. Thì tôi đã thử nghiệm và tôi biết được là cái mục đầu tiên ha. Rồi tôi sẽ thử ha, tôi sẽ mở cái thằng Ben lên. Ben là cái phần mềm vẽ trên Windows có sẵn đó. Rồi đây vẽ ha. Thì trên 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 Windows vẽ được, tức là các bạn khi mà các bạn dùng con chuột mà các bạn vẽ được thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ dùng cái bản vẽ các bạn vẽ được ha. Rồi rồi tôi sẽ thí nghiệm ha. Rồi người để ý nha, bây giờ tôi sẽ dùng cái bút lấy con chuột vẽ. Đây là con chuột, tôi vẽ bằng con chuột ha. Còn đây là tôi vẽ bằng cây bút. Rồi mọi người thấy ha. À, xin lỗi ha, để tôi quên chỉnh cái này. Rồi khi mà mặc định, có khi là mình cài chương trình xong rồi nó mặc định nó sẽ chép vào cái chỗ Windows nè, Windows in nè, tức là mực của Windows ha. Thì khi mà chép vào cái đó thì mọi người sẽ cầm cái bút, mọi người sẽ vẽ không có ra. Đây tôi vẽ này không có ra, không có tác dụng gì hết. Mặc dù con chuột thì làm được, còn cây bút thì làm không được nha. Thì mọi người vào đây mọi người chỉnh, bỏ cái test này ra, bỏ cái test đó ra nha. Rồi mọi người sẽ vẽ được đây. Mọi người có thể chọn màu trên đây nha. Rồi mọi người viết, bấm con chuột qua là mọi người viết thôi. Rồi để hết mọi người. Nhờ mọi người nhớ nha, ngay chỗ này là
Như vậy có một vài bạn á, thì mấy bạn hỏi là sao khi mà tôi bỏ ra thì tôi tiết không được, tôi vẽ trên đây không được, vậy thì lý do gì sao? Đó. Còn một số bạn á, thì chép vào đây viết mới được. Vì vậy cái chỗ này là một cái tùy chọn mà tùy theo Windows nha. Các bạn tùy theo cái máy, nó không biết là trong cái máy nó có cài đặt cái gì đấy mà nó sẽ khác cái chỗ này. Mọi người cứ thử, nếu mà mọi người biết không ra mực thì mọi người cứ chép vô đây nha. Ở đây ở cái bảng này của tôi là tôi phải bỏ nó ra tôi mới viết được đây nha. Rồi mọi người có thể undo lại, bấm Ctrl Z undo lại. Mọi người có thể viết chữ bình thường, mọi người có thể chọn cái nét nét đậm nét ấy rồi đó, mọi người viết. Mọi người có thể dùng cái con chuột này để mà mọi người chọn màu này, chọn hình rồi cái mọi người sẽ vẽ đó nha. Rồi mọi người đưa rê con chuột lên lên tới chọn màu nè, rồi mình có thể vẽ bình thường luôn nha. Đó. Tức là mình thay thế cái bút là con như một con chuột luôn, mọi người xài từ từ mọi người sẽ quen thôi nha. Rồi đó là vậy. Rồi mọi người chọn cái viết thì mọi người viết chữ thôi nha. Đó. Rồi đây tôi tắt cái phần mềm này ha. Đây là tôi chỉ thử thử cái bảng thôi. Rồi tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái cài đặt cái bảng thứ hai, cái mục thứ hai nè. Đây. Nha. Rồi thì mọi người bấm vào, các bạn bấm vào. Rồi ở trên đây thì nó có tương ứng là 12 cái nút vật lý và 16 cái nút cảm ứng ở trên cái bản vẽ. Mọi người có thể cài đặt cho nó. Ví dụ như cái nút thứ nhất nha. Nút thứ nhất mọi người bấm vào thì cũng vậy, mọi người có thể bấm vào cái nút thứ nhất để làm con chuột trái hay chuột phải hay là bất kỳ. Thì tôi thì chỉ mới nghiên cứu được hai cái nút ở trên đây thôi, hai cái phần này thôi. Còn khúc dưới thì mọi người có thể lên internet để mọi người dịch mấy cái chữ này ra, hoặc là mọi người tìm hiểu ở đâu có đó, mọi người hướng dẫn đó, mọi người xem ha. Tôi thì chỉ mới nghiên cứu được có cái hai cái nút trên thôi. Thì tôi sẽ làm cái nút vật lý đó là tôi sẽ cài cái chữ A. Khi tôi bấm cái đó nó sẽ ra chữ A ha. Rồi tôi tắt nó đi. Rồi qua cái nút cài thứ B ha. Đây là người ta cài sẵn đây. Control cộng bằng thì mọi người click vào cũng là chọn cái tùy chọn bằng phím ha. Rồi Control cộng bằng tức là ví dụ như hai mũ ba đó thì mình cộng bằng, mình sẽ đưa cái mình sẽ gõ được cái mũ đó, nói chung là vậy. Rồi rất là nhiều, mọi người có thể cài đặt tùy theo mình thích ha. Rồi có Control C Control V rồi nè, mọi người có thể bấm Control rồi dấu cộng rồi chữ C chữ V gì đó để mà mọi người cài đặt ha. Ví dụ như tôi mở Word lên. Rồi. Rồi. Nên tôi sẽ viết chữ đây. Tôi sẽ ví dụ cho mọi người xem. Nè, tôi bấm chữ A nè. À, tôi bấm chữ B nè. Đó, Ctrl cộng nè. Đó, nó nhảy xuống rồi cái tôi gõ chữ A nè, đó nó chữ nhỏ nhỏ đó nha. Rồi mọi người có thể bôi đen nó, rồi mọi người dùng Ctrl C nè, cái này là Ctrl C, rồi cái bấm kế bên là Ctrl V nó bát ra nè. Nói chung là mọi người sẽ biết phím tắt, mọi người cứ cài đặt trên đây nha. Rồi tương tự tôi sẽ hướng dẫn mọi người tiếp. Đây 12 cái 16 cái phím ở trên đây cũng vậy, mọi người bấm vào và mọi người cài đặt giống như những cái phím vật lý thôi nha. Mọi người chọn vào đó, A B C D, cái này là của nhà sản xuất. Rồi tôi sẽ thử luôn. Rồi đây mà quên nữa, ở trên đây là mọi người sẽ dùng dùng cây bút chứ mọi người không có dùng tay được nha. Này, mọi người đặt con trỏ vào trong cái trang Word rồi dùng cây bút người gõ nè, mọi người thấy không? Đó 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 là về các cái phím cài đặt mà mình cài đặt. Rồi thì tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Rồi ở cái phần cài đặt này thì ở trên đây mọi người nhìn kỹ nha. Rồi nó có hai cái tùy chọn nha.
thì mọi người sẽ bấm vào bên đây để mọi người cài đặt thêm một cái thông số quan trọng nữa là cái màn hình của mình. Mọi người bấm vào cái nút này đây, là trên cái bản vẽ của mình nó không có tác dụng ở những cái phím cảm ứng 1 2 3 4 5 6 7 8 tới 16 phím đó, không có tác dụng. Mọi người sẽ chọn cái full send này nè, mọi người thấy cái viền đỏ nó bao luôn cả những cái phím cảm ứng đó thì mình sẽ xài được những cái phím cảm ứng đó nha. Rồi ở đây cái hình vuông này đây, cái hình vuông màu hồng này nè, này đó, nó sẽ vẽ bốn cái phím là tương ứng trên cái màn hình máy tính của mình. Nếu mà thầy cô muốn sử dụng toàn màn hình thì mọi người thầy cô sẽ kéo cái thanh này nè đó, mọi người thầy cô thấy không, mọi người thấy kéo rộng ra. Còn nếu mà mọi người kéo hẹp lại thì cây bút nó chỉ có tác dụng trong cái khoảng mà mình định thôi, còn ngoài đây là mình phải sử dụng chuột mình mới xài được. Thì ở đây là tôi sẽ để toàn cái màn hình luôn để chúng ta sử dụng. Rồi còn ở đây còn một cái thông số nữa là cái không độ. Thì cái không độ thì mặc định nhà sản xuất viết không độ là chúng ta sẽ viết viết chữ xuôi. Tôi sẽ thử lại cái màn hình pen nè. Rồi. Rồi. Tôi sẽ thử với mọi người xem. Này. Mọi người sẽ chọn vào hình cây bút. Rồi chọn cây bút nha. Rồi, mọi người sẽ viết chữ. Ê, xin lỗi mọi người nha, nó bị. Rồi, thì đây ha, tôi sẽ viết nè. Tôi sẽ chọn cái size cho nó bự bự ra. Tôi viết chữ bình thường. Nhưng mà khi mà tôi chỉnh ở cái mục không độ này, tôi chỉnh thành 180 độ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rồi. Ok. Thì khi mà mọi người chỉnh 180 độ á, thì mọi người sẽ bị một cái là mọi người viết ở bên trái nó sẽ xuất hiện bên phải. Tôi viết bên phải thì nó sẽ cây bút của tôi nó sẽ xuất hiện ở bên trái. Và tôi viết chữ nó sẽ ra ngược nè. Mọi người để ý nha. Đó. Tôi viết xuôi nhưng mà nó sẽ hiện thị ngược. Đó. Đó là do 100 mình chỉnh 180 độ, nói chung là mọi người thử nha. Rồi, tiếp theo. Đây tôi chỉnh lại không độ để mà giống như mặc định. Rồi. Thì cái phần hướng dẫn của tôi những cái dưới đây thì tôi chưa có nghiên cứu, nhưng mà cơ bản là mình để dạy giáo án online để mà hỗ trợ thì mọi người chỉ biết cần biết bao nhiêu đó là đã ok rồi, đã sử dụng ok rồi. Còn những bạn mà học mỹ thuật hay là học xây dựng rồi đó, muốn cần vẽ đó thì mình tìm hiểu sâu hơn, mình tải một số cái phần mềm hỗ trợ về nhé. Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn mọi người, đặc biệt là thầy cô, về sử dụng cái này để mà xài một cái Word hoặc là một cái bài báo bon. Rồi mọi người chú ý ha, đây tôi sẽ mở một cái trang Word lên. Rồi tôi sẽ mở cái trang Word lên thì ở đây mọi người thấy không, tôi cầm con cái bút tôi viết nè, là nó không có ra mực đúng không, nó không có ra mực mà nó được xem như là một cây con chuột vậy đó. Mọi người có thể cầm cái này để mà mọi người chọn nè đó, rồi mọi người làm bình thường đó. Mọi người cứ rê nhẹ 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 trên nhẹ nhẹ trên cái bàn đó, thì mọi người sẽ đừng có để cái mũi viết chạm vào cái bàn viết, là mọi người làm như con chuột vậy đó, rồi mọi người chọn vào bình thường nha. Rồi mọi người muốn viết được trên đây thì mọi người phải bật cái chế độ này lên, mọi người phải vào review, rồi mọi người sẽ thấy cái chữ Star Inkin nha, để mà nó ra được cái hệ thống cây bút để mà mình vẽ nha. Mọi người bấm vào cái pen nè để mình thành cây viết để mình vẽ. Thì thầy cô khi mà thầy cô sử dụng được con chuột mà thầy cô quẹt quẹt vẽ được như vậy thì chắc chắn một điều là mọi người sẽ dùng cái viết này, mọi người vẽ bình thường đấy, mày thấy không nha. Đó, tôi chỉnh chữ nét đậm ra.
Rồi, nè. Đó. À, mọi người thấy không? Đấy. Đấy, nha. Rồi nhớ là mọi người muốn sử dụng được cái hình cây bút này thì mọi người phải vào review, review nha. Rồi vào Star Inkin nó hiện ra này, mọi người bỏ chọn vào đây. Nếu mà mọi người chọn qua cái khác thì nó không có vẽ ra được đâu nha. Mọi người bỏ nè, cái phần Select Object là mọi người chọn đó là chắc cú là mọi người không có xài được nha. Select Object là mọi người có làm như con chuột vậy đấy. Đó, mọi người có thể lít vào rồi mọi người nắm các đối tượng mọi người kéo đi bình thường. Ở đây chọn màu rồi nè. Đó. Thì đây là cái phần hướng dẫn sử dụng cái bản vẽ khi mà sử dụng văn bản Word thì cơ bản, nhưng mà cái quan trọng là phải vào review, vào Style Inkin nha. Rồi. Tôi sẽ qua cái phần hướng dẫn mọi người sử dụng PowerPoint. Tôi sẽ mở PowerPoint lên một cái bài PowerPoint. À, tôi sẽ mở cái bài có sẵn lên. Ví dụ đi. Rồi, thì mọi người sẽ trình chiếu ha. Mọi người cũng vậy, cũng như tương tự như Word vậy đó, mọi người vào review, mọi người vào style inkin để mọi người chọn pen, rồi mọi người có thể viết ở đây. Ha. Đây, đó. Mọi người viết. Nhớ là mọi người phải chọn vào pen nè. Tôi sử dụng cây bút để tôi làm con chuột luôn nè. Rồi. Đó. Thì mọi người để vô cái khung mà mọi người có thể viết được bình thường. Mọi người có thể chia ghi chú nè. Đó. Ví dụ như vậy. Mọi người sử dụng thường là mọi người sẽ quen thôi. Đó. Rồi khi mà trình chiếu lên, đây tôi trình chiếu lên. Thì khi mà trình chiếu lên là cây bút nó mất tiêu rồi. Mình nếu mà mình sử dụng chuột thì nó sẽ qua hiệu ứng chứ mình không viết được. Mọi người muốn viết được mọi người dùng con chuột. Mọi người đưa xuống dưới sát cái thanh sát ở dưới đây nè. Sát ở dưới màn sát cạnh dưới màn hình mọi người thấy không? Con chuột đang di chuyển nè. Đó, nó hiện lên cây bút nè. Mọi người bấm vào cây bút đó. Mọi người chọn pen. Rồi ok, khi mọi người cầm con chuột mà mọi người vẽ được thì chắc chắn là mọi người sẽ cầm cây viết mọi người viết được thôi nha. Mọi người có thể undo lại nha. Rồi, ở đây nó hỏi là giữ hay không đó. Giữ thì nó sẽ nằm ở trên đây luôn. Rồi. Rồi mọi người được chưa? Mọi người sử dụng nha. Thì cơ bản là cái bản vẽ này cũng khá là sử dụng nếu mọi người kết nối thành công và biết là phải vào review chọn. Nói chung là những tất cả những cái phần mềm nào mà mọi người dùng con chuột mọi người gõ lên được thì chắc chắn là mọi người sẽ viết lên được, thì mọi người sẽ sử dụng được con chuột thôi, sử dụng được cây bút này mọi người làm thôi nha. Ok, đây mở cái trang Word lên, mọi người có thể viết chữ rất là bình thường, chữ to như nhỏ gì đó là mọi người, xong rồi mọi người viết ha, đặt cây bút. Thì mọi người thấy không, tôi đưa lên cái góc ở trên cái bàn vẽ thì con chuột của mình, cây bút của mình nó đang làm con chuột nè, ngay chữ file nè, tôi đang xài cây bút ha. Rồi còn khi mà đưa xuống cái màn hình trắng thì nó là một cái con, mình vào review mình chọn in rồi mình sẽ viết được ha. Mọi người có thể chọn màu rồi, ví dụ vậy. Rồi tôi sẽ viết nè. Ví dụ vậy nha. Rồi, rồi phần cái phần hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cho tôi một cái subscribe nha, một cái subscribe viết sao quên rồi. Rồi cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người. Hy vọng là giúp được thầy cô có thể hỗ trợ để mà làm một cái bài giáo án của mình hiệu quả hơn nha. Cảm ơn mọi người.